Trời ơi, cỡ này ngon rồi nè. Cứ để đi chị, để khi nào nó không chịu đậu thì nó rớt thôi, chứ đừng có đi phá nó. Hả? À? Cứ để đây, để cho ăn, để tốc hành để mà cái thảm ấy này. Nhưng mà đừng có rải lăng, chị xịt cành thôi. Được, canh cỡ này để đi. Chị để xong rồi lúc mà nó ra hoa xem chị đi cho nó một cây đòn nữa. Và cái cây mình nó khỏe. Mình không hãm cái cây tơ thì để vậy thôi, khi nào nó rớt cái hay. Cứ đi cho đi, cho ăn cho chết, để cho đi bình thường luôn á. Trời ơi. Không cứ để được rồi đào ơi, đừng có phá uổng nó, đừng có vuốt hết. Chị kết hoa hả chị? Kết hoa hả? Không, rây. Rây hả? Rây cái đọt. Chị đào phải không? Trời ơi. Đừng có rải cây. Sao vậy? Nó bị khuyết mắt bên à? Đấy. Hả? Đấy. Thuốc hả? Sâu là biết lại cái đọt. Nghe hả? Hôm nay để trái chưa? Chưa. Còn nhỏ không? Cái này mấy tháng rồi chị đào? Cái này 2 năm trước, cái 2 năm trước. Nghe hả? Ở kia to hơn hả? Cái này là cho cà nó mới chọn ăn cơm này. Mà sao biết cái xịt trầy hay vậy? Nó mới nhú nhú là xịt trầy hả? Xịt trầy nó đi nó ăn nhá với lại cái ấy rồi. Còn bột cứng. À, bột cứng. Bột cứng phải gì? Ừ. Bột cứng gì pha cái gì? Rồi, ăn cái nó ăn nhá nè. Bột nó đói sợ cái à, cái này ăn lâu rồi, ăn đợt trước rồi. Thì đấy, giờ đang đi cơ để xịt cho nó khỏi cái nhá nó non ra đây. Xịt trước đúng không? Nó mới nhú nhú cỡ này xịt mới ngon nè. Ôi trời ơi. Đám trống trống kia đâu rồi? Trống đâu? Đám của chị phía trong rồi nè. Đấy, núi bên trong mới giờ. Bên trong mới đã hả? Ừ. Đi vô dòm mé coi. Hả? Trời ơi. Xịt một mình vậy hả? Đi. Làm dữ ta, kêu công làm bới ra để em xịt cho. Đấy. Xịt lấy tiền chứ. Đấy, đám trống đấy, đám trống đấy, cây to. Để trái đi bà Đào ơi. Để đi, để thân đi, thôi. Chị này là để cắt. À. Cứ nó ra là để thôi, đừng có lật bỏ chi. Đi đường nào. Tắt máy ở đâu ạ? Ở nhà hả? Chạy về tắt đi. Phụ nữ làm sầu riêng đó mọi người. Trẻ chỉ làm mà mình nè, tuổi thủi xịt mít thôi. Mà cái dàn cành cỡ này chỉ chưa dám để trái nè. Chỉ chăm kỹ lắm. Cái này là à, nhà nuôi dê á, nên chị hay bỏ phân dê nè. Phân dê dặn các lá cho nó ăn á. Phân dê khá tốt nha. Có những cái chỗ khu vực mà dê người ta nuôi nhiều á. Dạ. Trời ơi, cỡ này ngon rồi nè. Cứ để đi chị, để khi nào nó không chịu đậu thì nó rớt thôi, chứ đừng có đi phá nó. Hả? Cứ để này, để cho ăn, để tốc hành để mà cái thảm ấy này. Nhưng mà đừng có rải lăng, chỉ xịt cành thôi. Chỉ rải lăng là nó vừa, tức là mình rải lăng là nó chỉ ngưng lại, nó không có sinh trưởng. À, chỉ cứ bây giờ cây tơ á, là mình cứ rà cho cái cành thôi. Cành ăn á. À đúng rồi. Còn cái cành bé nó phải rà đi. Kệ nó cứ rà thôi, rà nhẹ thôi, nó động như mấy cành này. Nhiều khi có những cành nó ăn xong nó chết nữa, nó đậu xong cái trái rồi nó chết á, cành đực á. Mà để đi mà sao ủa cái này thấy bự quá rồi mà sao được canh cỡ này để đi chị để xong rồi lúc mà nó ra hoa xem chị đi cho nó một cây đòn nữa và cái cây mình nó khỏe mình không hãm cái cây tơ thì để vậy thôi khi nào nó rớt cái hay vẫn đi cho đi rồi cho ăn cho để cho đi bình thường luôn á. Trời ơi. Không cỡ để được rồi đào ơi, đừng có phá uổng nó, đừng có vuốt hết. Bao nhiêu chính xác là bao nhiêu tháng gì đâu? Tháng 7 cái, hôm nay tháng 7 vậy. Tháng 7 trồng hả? Tháng 1. 2 năm 4 tháng. 2 năm 4 tháng. Con dê là chính không? Vậy thôi chứ giờ chị đòi cho nó lớn nữa lặng quặng uổng mất 1 năm á, cứ để đi nó không đậu thì nó rớt thôi. To ghê hả? Cành cỡ này nó mang cành hai trái dư sức. Thì đấy, đảm bảo là để đấy này, đảm bảo xịt cho nó đây, để cho khỏi cái này. Ủa, anh chọn kỹ ghê luôn à.
bao nhiêu gốc gì đâu? 85 gốc. Không, cỡ này để đi. Rồi ơi, đừng có ấy, nhiều khi là phải điều chỉnh cái lúc mà nó sở nhị á, mình điều chỉnh hãm đò các thứ cho nó một chút. Nói chung mình nó mà ra nhiều quá thì mình cứ để đi, đừng có kêu nhỏ tháng nhỏ đồ gì hết á. Người ta cây người ta nhỏ tháng là không dám để, là do cái cây người ta nó nhỏ nữa. Nó chưa sưng mắt cua gì đâu. Hai năm bốn tháng. Vậy cỡ này ngon rồi. Để coi cái cành nó gần bằng cái cổ tay em mà. Cành dày sứa để luôn á, chứ giờ tự nhiên bỏ uổn vậy. Đấy là suối để trái luôn á. Cái cành cỡ này mà thì cây nha, với to kìa. Nhưng mà nó rụng thì nó thì mấy triệu thôi. Cái để thôi, nó rụng là triệu thôi chứ có gì. Em 12 tuổi thôi. Chứ. Các bạn chưa 2 năm 4 tháng rồi. Chưa hết cấp 2 mà. 2 năm 4 tháng. Tính được 2 năm rưỡi. Đúng không? Để đi nha. Hai tháng cái sâu róm ở cái trên tha cái đầu nó có lông xù xù trắng trắng đấy. Thế hả? Vừa giờ cắt cành mà một cây nó bò bấm 4-5 con rồi. Chứ cỡ này mà không để trái nên anh Khanh ơi. Để đi. Đừng, hả? Đừng có 3 năm rưỡi thì ăn cố sớm được 3 năm rưỡi, bây giờ có 2 năm rưỡi sao mà được. Kẻ nó khi nó rộng tính sao? Mình 100% thì nó ra, thì ra 1-2 cái bông từ trời thì cành này dư sức rồi. Ý là nó non quá nó đẻ không, khó đẻ đúng không? Thứ nhất là khó làm bông, thứ hai là đứng cây. Mua thiệt, nói lâu dài thôi. Không thì sẽ ăn đọt và sẽ ăn tự nhiên, được quả này được cũng được thôi. Đúng rồi. Ừ, chứ không có nó không đọt, không có gừng sẵn nhất. Kể thì phải nhiều đọt cái lúc mách cua đó. Đúng như bình thường. Cứ lậm đi. Tốt bự hết rồi mà lận chọn cái mình chờ qua vụ sau cái cây nó to thiệt bự luôn hả? Mình không ăn năm nay là năm sau nó bự à? Quá lẹ. Năm ăn là 3 năm rưỡi là cũng nói tính tuổi là vẫn sớm chứ đâu phải là năm nay. Đúng rồi. Còn non cây. 2 năm 4 tháng. Tính tuổi còn non quá. Thế kệ. Anh Khanh thử coi tròn 3 năm là mình hái trái chắc được cái gì nữa. Hai cao, tháng nữa là bắt đầu để bông rồi. Cái này cao cả 5 mét luôn đây. Cái này hả? Cành cửa này mà che vậy anh Khanh. Gẹp im lại anh nhai đầu luôn rồi á. không ai đâu, hãm là chơi hãm luôn. Ai? Đang đi trong vườn. Ô vườn. Để nha, năm nay để đó, có bậy mà vuốt nhiều anh kêu nhỏ quá anh vuốt hết. Nào là để hết. Nó ra để hết. Tự nhiên là vẫn để ở không không chịu. Ai đi quán bảo cho ăn đi, bảo chứ không biết cho ăn mà thôi, cứ ra sao nào đây. Để hết đấy. Không đi qua vườn anh Khanh thử.